Ngày 5 tháng 5, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam Bình Dương, thêm 60 ngày để chờ xét xử. Như vậy, tính từ thời điểm bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, sau nhiều lần gia hạn, bà Hằng bị tạm giam tổng cộng hơn 13 tháng. Trước đó, bị can Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm bị truy tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Các đồng phạm của Nguyễn Phương Hằng gồm Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam, Đặng Anh Quân, nguyên giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream, phát trực tuyến, phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân. Bên cạnh đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định ba bị can Nhi, Hà, Tân đã thực hiện nhiệm vụ đăng tin trên mạng xã hội Facebook về tiêu đề, thời điểm, đường dẫn đến kênh YouTube, TikTok sẽ phát livestream, in các nội dung sẽ phát ngôn và đưa cho bị can Nguyễn Phương Hằng trước buổi livestream, chuẩn bị, sử dụng các phương tiện, thiết bị điện tử để phục vụ phát livestream trên các tài khoản mạng xã hội của bị can Nguyễn Phương Hằng. Ba bị can này còn tham gia dẫn chương trình trong các buổi livestream, thông báo số lượng người xem, đọc các bình luận trên livestream phát trực tiếp. Hiện nay, bị can Nguyễn Phương Hằng và Đặng Anh Quân đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam, ba bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.